Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành của kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất và nóng đã diễn ra trong 24 giờ qua ở video sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Trận lụt lớn nhất trên sông Rao Giang ở Liêu Ninh. Kính thưa quý vị khán giả, theo China Daily vừa qua đưa tin, một nhánh của sông Đeo Hê ở tỉnh Liêu Ninh mưa xối xả đã đổ xuống dòng sông Rao Giang. Lượng mưa bề mặt trung bình là 65mm và lượng mưa điểm lớn nhất là 180mm tại trạm Fushin Bazuji. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, trận lụt lớn nhất đã xảy ra trên sông Rao Giang kể từ khi dữ liệu đo được có sẵn vào năm 1951. Liu Gongjing, Phó Tổng Tư lệnh Bộ Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Bộ Thủy lợi đã sắp xếp trước, yêu cầu mọi nỗ lực cần được thực hiện để ngăn chặn đợt mưa lớn này và phòng chống lũ lụt trên sông Liao Hê và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng vệ có liên quan. Để đối phó với tình hình lũ lụt ở tỉnh Liêu Ninh, Ủy ban Bảo vệ nguồn nước Sao Liang của Bộ Tài nguyên nước đã triển khai ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 để phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán. Ba nhóm công tác của Bộ Tài nguyên nước đang hỗ trợ và hướng dẫn công tác phòng chống lũ lụt ở tuyến đầu của tỉnh Liêu Ninh. Các đồng chí chịu trách nhiệm chính của tỉnh Liêu Ninh đưa ra yêu cầu rõ ràng đối với công tác phòng chống lũ lụt. Các đồng chí chịu trách nhiệm chính của chính quyền tỉnh đi tuyến đầu về phòng chống lũ lụt để kiểm tra và hướng dẫn. Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh đã nâng mức ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lụt lên cấp 3. Chi cục thủy lợi tỉnh tăng cường công tác quan trắc dự báo, cảnh báo sớm, điều động khoa học các công trình thủy lợi như hồ chứa nước Gông Ki, cử một số tổ công tác, tổ chuyên gia trực tiếp hướng dẫn các khu vực liên quan khẩn trương tháo gỡ đê ngăn nước. Cách thức tiến hành điều tra chi tiết và khắc phục những nguy cơ tiềm ẩn, đồng thời bố trí trước các đội cứu hộ khẩn cấp và vật tư tăng cường kiểm tra bảo vệ bờ bao, kho tàng để ngăn chặn và khắc phục thiệt hại sớm nhất. Chính quyền các địa phương ven sông Rao Giang kiên quyết di rời dân trong vùng bị lũ nguy hiểm, tăng cường kiểm tra đê điều, triển khai công tác chuẩn bị ứng phó khẩn cấp, nỗ lực đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Hiện hơn 25.000 người đã được di rời, không có thương vong. Công trình chống ngập đang hoạt động bình thường. Thưa quý vị, kể từ đầu mùa lũ tới nay, vùng trung lưu và thượng nguồn sông Dương Tử ở Trung Quốc đã trải qua những trận mưa lớn đáng kinh ngạc, khiến khả năng chứa nước của đập Tam Hiệp tăng lên từng ngày. Người ta nghi ngờ rằng áp lực nước đã gây ra biến dạng đập. Đã hơn một tuần kể từ khi đập Tam Hiệp xả lũ, hai hôm trước mới báo tin mừng mực nước giảm, không ngờ chỉ qua một đêm mực nước dâng lên 80cm đã tạo thành dòng lũ và nó cũng tăng thêm 50cm, mực nước đạt 150,66m vào lúc 11 giờ sáng, cũng phá vỡ mức cao kỷ lục trước đó, cũng tạo ra một sự nghi ngờ về sự biến dạng trên con đập Tam Hiệp. Các nhà chức trách Trung Quốc đã công bố hiện trạng mực nước của đập Tam Hiệp trên trang web thủy văn sông Dương Tử. Số liệu cho thấy mực nước của đập Tam Hiệp là 150,62m vào lúc 8 giờ sáng nay, cao hơn đáng kể so với mực lưu lượng quy định mực nước sẽ tiếp tục tăng. Theo dự đoán, vào lúc 11 giờ sáng, mực nước đã tăng lên 4cm, lên 150,66m, nhưng tin tốt là hiện tại nước đầu vào là không và lưu lượng nước vẫn duy trì ở mỗi giây là 28.500m3. Mực nước có khả năng tăng giảm một chút vào khoảng chiều nay. Theo thống kê về mực nước của đập Tam Hiệp do cư dân mạng đăng tải, cho thấy mực nước trung bình của đập Tam Hiệp gần đây là 149,35m, mực nước thấp nhất là 146,26m, mực nước 150,45m đo được lúc 8 giờ sáng nay. Cho dù dựa trên số liệu nào thì chắc chắn mực nước hiện tại đã vượt qua số liệu thống kê trong vài ngày qua và trở thành mực nước cao nhất hiện nay. Điều này đã được hiểu là đập Tam Hiệp có diện tích bề mặt là 1.084 km² và có thể chứa 39,3 tỷ m³ nước. Mùa kiểm soát lũ lụt gần đây cho đập Tam Hiệp, mực nước đáng lẽ được duy trì ở mức 145m, nhưng hiện tại mực nước đã gần 151m, ngay cả khi mực nước đã giảm thành công hơn 10cm trong 2 ngày liên tiếp. Cư dân mạng tin rằng cuộc khủng hoảng vẫn chưa được giải quyết, mực nước vẫn còn quá cao, nó đã xảy ra một vụ rò rỉ lớn và mực nước giảm 20m. Lượng mưa lớn ở trung và thượng lưu sông Dương Tử kể từ tháng 7 không chỉ khiến mực nước đập Tam Hiệp tiếp tục dâng cao mà còn gây ngập lụt nhiều tỉnh. Nhà chức trách Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu xả lũ vào tháng 7. Đã hơn một tuần trôi qua, mực nước chỉ giảm nhẹ vào 2 ngày vừa qua. Không ngờ hôm nay mực nước lại lên mức cao mới, làm tăng khả năng vỡ đập.
cư dân mạng gọi đùa Đồng Tâm Hiệp là máy gia tốc lũ. Theo thống kê chính thức, 17,707 triệu người ở 26 tỉnh, thành phố đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong nửa đầu năm. Điều này khiến cả thế giới bên ngoài lo lắng về việc liệu Đập Tam Hiệp có bị sập hay không. Nhiều cư dân kêu gào trên Twitter rằng việc xả lũ từ Đập Tam Hiệp là không thể chịu đựng được ở hạ lưu. Cuộc sống chỉ đơn giản là khốn khổ. Một số khác quan sát sức mạnh xả lũ từ hồ Khoan Đao ở tỉnh Chiết Giang, chỉ cần mở ba cửa là có thể nhấn chìm đáy. Nay 9 lỗ đã mở hết, khiến người dân lo lắng cho sự an toàn của hạ lưu. Việc xả lũ của Đập Tam Hiệp ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của người dân. 1 giờ là 198 triệu mét khối, 24 giờ một ngày là 4,752 tỷ mét khối. Dung tích nước của toàn bộ Hồ Tây là 14,29 triệu mét khối, tương đương với mức xả lũ Tam Hiệp đổ 332 tỷ mét khối nước Tây Hồ xuống hạ lưu trong một ngày. Nó chứng tỏ sự lo lắng của cư dân kêu trời cho áp lực không chịu được ở hạ lưu. Wang Dudan tính toán thêm rằng việc xả lũ đã vượt quá 10 ngày kể từ đầu tuần này, tính trung bình một ngày sẽ có 241 trận lũ Hồ Tây và trong 10 ngày sẽ có 2.410 trận lũ Hồ Tây. Hồ Khoan Đao là hồ chứa của sông Tân An, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1961, 9 cửa xả lũ đã được mở hoàn toàn để xả lũ trong 1 giờ và hạ lưu bị chìm ngập trong nước lũ. Ngoài việc xả lũ từ hồ chứa Tam Hiệp, mực nước sông Dương Tử từ cửa hồ Đông Tinh đến Thượng Hải, nơi mực nước đã vượt mức cảnh báo. Theo báo cáo của CCTV, thảm họa trên hồ Khoan Đao ở Chiết Giang cũng khá nghiêm trọng, lấy Vọng Lâu bên sông làm tọa độ. Đáy của gian hàng bị nhấn chìm khi ba cửa xả mở, mái nhà gần như chìm khi năm cửa xả mở ra và gian hàng bị nhấn chìm khi bảy cửa xả được mở ra. Tuy nhiên, hồ Khoan Đao đã xả lũ với 9 cửa xả kể từ đầu tháng, tức là tất cả các cửa đều được mở hết. Nước Yande ở Chiết Giang, nơi có hồ Khoan Đao đã ngập đến tầng 2, nơi sâu nhất cao tới 10 mét, toàn bộ ô tô chìm trong nước gần như bẹp rúm. Sông Áp Lục ở Liêu Ninh hứng chịu trận lũ lụt thứ 2 trong 60 năm. Thưa quý vị, sông Áp Lục ngập lụt 130.000 người phải sơ tán khẩn cấp, 457.000 người ở Liêu Ninh bị ảnh hưởng, 4 người chết và 4 người mất tích. Thảm họa ở Đan Đông rất nghiêm trọng, Bộ Giao thông Vận tải đã cử trực thăng để cứu hộ. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, lũ lụt lớn đã xảy ra ở lưu vực sông Áp Lục ở Liêu Ninh. Vào ngày hôm qua, Tổng cục Quốc phòng đã cử thêm một nhóm công tác chung của Bộ Quốc phòng do Wang Hong, kỹ sư trưởng của Bộ Thủy lợi dẫn đầu đến Liêu Ninh để hướng dẫn công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Phóng viên vội vã đến thành phố Đan Đông để phỏng vấn thì thấy sông gần cầu sông Áp Lục đã tràn bờ kè, chỉ cần lái thuyền tấn công là có thể xảy ra vỡ đê, theo Tân Hoa Xã cho biết. Từ 2 giờ ngày hôm kia đến 8 giờ ngày hôm nay, khu vực Đan Đông của tỉnh Liêu Ninh thường đổ mưa lớn. Đoạn Đan Đông của sông Áp Lục đã trải qua một trận lũ lụt thứ 2 kể từ khi thành lập Trung Quốc. Các khu vực điện và thông tin liên lạc bị gián đoạn, nhà bị sập và đường sắt Sendan bị đình chỉ. Con sông gần cầu sông Áp Lục đã tràn qua bờ kè và một số đoạn dọc sông ở thành phố Đan Đông tích tụ hơn 1 mét nước và thành phố này đã rơi vào tình trạng kiểm soát lũ khẩn cấp. Động đất mạnh ở Trung Quốc, người chết, cầu sập, nhà cửa hư hại. Kính thưa quý vị khán giả, động đất mạnh nhất ở Trung Quốc kể từ năm 2008 đến nay ở tỉnh Thanh Hải đã làm sập một cây cầu bắc qua sông, gây hư hại cho một tuyến cao tốc, khiến một số con đường bị rạn nứt và biến dạng nghiêm trọng. Tại Vân Nam có 3 người chết. Tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin ít nhất 4 huyện ở tỉnh Thanh Hải, phía Tây Bắc Trung Quốc, Tứ Xuyên, phía Tây Nam, Vân Nam, phía Tây Nam, Thiểm Tây, phía Bắc đã bị các trận động đất làm rung lắc trong 24 giờ qua. Đến nay có ít nhất 3 người chết và 27 người bị thương, đều được ghi nhận tại tỉnh Vân Nam. Trước đó, một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter đã xảy ra ở huyện Dạng Ty, tỉnh Vân Nam. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, ông Trương Thế Vĩ, bí thư huyện ủy Dạng Ty, nói rằng tới nay trên toàn huyện này có khoảng 20.192 hộ và 72.317 người bị ảnh hưởng do động đất. Có 13.090 căn nhà bị hư hại, trong đó có 89 căn nhà bị sập. Hiện chưa có trường hợp thương vong nào được ghi nhận ở 3 tỉnh Thanh Hải, Tứ Xuyên và Thiểm Tây. Khoảng vài giờ sau trận động đất 6,4 độ Richter ở tỉnh Vân Nam, huyện Mã Đa của tỉnh Thanh Hải ghi nhận trận động đất mạnh 7,4 độ Richter. Đây là trận động đất mạnh nhất ở Trung Quốc kể từ sau trận động đất 8,2 độ Richter ở tỉnh Tứ Xuyên hồi năm 2008, theo Thời báo Hoàn Cầu đưa tin.
Giới chuyên gia nói rằng hai trận động đất xảy ra ở hai tỉnh trên không có liên hệ với nhau. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Sang Si Hong tại Trung tâm Mạng lưới Địa chấn Trung Quốc CENC nói rằng các trận động đất ở hai tỉnh này có liên quan tới hoạt động gần đây của mảng Ấn Độ, mảng kiến tạo. Theo trang ChinaNews.com đưa tin, vị này cho biết mảng Ấn Độ có sự gia tăng hoạt động gần đây, làm gia tăng đáng kể hoạt động địa chấn ở khu vực phía Tây Trung Quốc. Do vết nứt lần này nằm khá xa các khu vực đông dân, thiệt hại do hai trận động đất trên gây ra không nghiêm trọng so với các trận động đất mạnh tương đương trước đây. Huyện Mã Đa ở tỉnh Thanh Hải ghi nhận tổng cộng 104 dư chấn và 40 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên. Động đất mạnh ở tỉnh Thanh Hải đã làm sập một cây cầu bắc qua sông và gây hư hại cho một tuyến cao tốc. Một số con đường bị rạn nứt và biến dạng nghiêm trọng. Do ảnh hưởng của động đất, một số tuyến đường sắt ở tỉnh Vân Nam đã tạm ngưng hoạt động. Một trận động đất mạnh 3,4 độ Richter cũng xảy ra ở huyện Tự Vĩnh, tỉnh Tứ Xuyên và một trận động đất mạnh 3,6 độ Richter đã xảy ra ở huyện Thương Nam, tỉnh Thiểm Tây vào sáng cùng ngày. Động đất mạnh 5,8 độ Richter ở Trung Quốc, Hà Nội, rung lắc. Một trận động đất 5,8 độ Richter vừa xảy ra tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tại Hà Nội, người dân ở một số nhà cao tầng cảm nhận được hiện tượng rung lắc. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.